Chào cả nhà đã quay trở lại với căn bếp của Daisy Kitchen. Thì tuần này Daisy sẽ làm một cái video rất là đặc biệt, đó là chia sẻ những cái hình ảnh mới nhất về căn bếp của mình. Thì sau nhiều năm dành dụm và tiết kiệm thì hai vợ chồng đã mua được một căn nhà và mình bắt đầu dọn về căn nhà này ở từ tháng 9 năm ngoái. Thì đây là một cái căn bếp mà nói chung là mình rất là ưng ý và mình cũng đã từng không dám mơ là với cái số tiền ít ỏi của vợ chồng mình thì có thể được mua được một cái căn bếp, một cái ngôi nhà mà có căn bếp rất là thích như thế này, với rất là nhiều ánh sáng tự nhiên, nhiều tủ để mình có thể là chứa tất cả những cái đồ dùng mà mình thích. Ngoài ra thì nó có cái đảo của bếp rất là thích hợp cho mình quay những video. Thì hy vọng video ngắn sẽ chia sẻ với cả nhà những cái cập nhật mới nhất, những cái hình ảnh mới nhất về căn bếp của mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.